Sau đây là video hướng dẫn reset dòng máy Epson L310 của hãng Epson. Để reset dòng máy Epson, chúng ta phải mở phần mềm lên. Đây là phần mềm của nó, chúng ta mở lên. Chúng ta nhập mật khẩu vô. Ta nhập lại. Rồi sau khi mở phần mềm lên, nó giao diện phần mềm nó như thế này đó. Để chọn dòng máy cần reset, ta bấm vào chữ select nha. Select xong. Không xong, ta muốn reset dòng máy nào, ta bấm vào chữ chọn cái dòng máy này là Epson 310, ta chọn dòng máy Epson là Epson 310. Rồi cái dưới cái bọt này nè, ta phải chọn cổng cho nó. Ta chọn cái dòng USB này L310 series nè, đúng không? Ta phải chọn đúng cái máy của nó, đúng series nó mới reset được nha. Ta chọn vào. Rồi xong, ta bấm OK. Rồi cái mục bên này chúng ta không quan tâm, chúng ta quan tâm cái mục bên này, cái mục particular này, adjustment mode này đó, chúng ta bấm vào đây. Rồi trên này nó có mấy chế độ cho chúng ta luôn nè. Rồi nó có chế độ heat cleaning nè, in charge nè, với lại water in bath này. Chúng ta cần reset thì chúng ta bấm vào water in bath, cái water in bath counter nha. Đó, ta bấm vào đây, water in bath counter, chúng ta bấm vào đây. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta bấm OK cái. Rồi để reset chúng ta phải tích vào cái trục main bath counter nha. Chúng ta phải tích vào cái mục này, main bath counter. Chúng ta check nè, check current counter value này là check giá trị của counter. Chúng ta check thử coi. Rồi nó là 100% này nè, là nó cần reset này, đúng không? Để reset chúng ta tích lại chỗ này, tích lại những main bath counter này, chúng ta bấm vào initial line là được nha. Chúng ta trở lại coi. Khi mà chúng ta mở cái máy lên á, mà máy không khởi động mà nó báo luôn á, thì chúng ta làm bấm vô cái mục này, chúng ta reset. Mà máy khi mà chúng ta mở máy lên mà máy có khởi động chạy qua chạy lại xong báo, thì chúng ta bấm vào này cái reset rồi. Chúng ta phục hồi lại F-ROM này, F-ROM data copy này, chúng ta bấm OK. Rồi chúng ta bấm Back up xong, chúng ta restore lại cái là được nha. Backup xong chúng ta restore lại cái là được đó. Nếu như chúng ta mở nguồn lên á, mở máy lên mà máy nó chạy qua chạy lại cái là nó báo lỗi tràn bộ nhớ, chúng ta phải backup restore lại một cái là được đó. Còn khi mà chúng ta mở nguồn lên mà nó báo luôn á, mở nguồn mà nó báo luôn á, thì chúng ta phải vào cái mục này, mục water in bath counter nha. Ta phải vào mục water in bath counter này. Rồi ta bấm OK một cái. Rồi đấy, chúng ta check nè, ta check lại cái này, check. Rồi nãy check được lỗi, ta check lại coi. Cái báo đang lỗi cộng với lượng điện xíu. Chèn cái ron xét vô. Chúng ta bấm reset luôn nha, bấm initial time. Chúng ta tiếp vô, chúng ta bấm vô một này luôn nha. Chúng ta bấm OK luôn. Nó báo lỗi này, báo lỗi communicate, có báo lỗi kết nối nha. Ta quay ngược trở lại, chúng ta thử lựa chọn lại, bấm select,
ta chọn lại là Siri L310 bấm OK. Cũng bắt chưa hay là mình bấm qua trừ inbox. Rồi tiếp vào đây. Bấm chat, bấm OK. Rồi nó đang chạy. Hello. Nghe này. Máy cái nông máy mình gì anh? Dạ, yeah. Máy của mình máy Canon mã gì anh ơi? Dạ, yeah, cái đó Canon thì reset 100.000 anh. Anh nhắn qua cho em cái team view qua Zalo luôn, em làm luôn cho nha. Dạ dạ dạ, nhắn qua Zalo giùm em cái. Dạ. Yeah. Đây nó đang báo này, đó. Chúng ta bấm reset cái thử coi. Đó, nó báo reset thành công rồi nè. Nên nó bảo chúng ta tắt máy in mở lại nha. Tắt máy in mở lại thì mới cho nha. Nãy nó báo communicate error là chúng ta chưa có cắm cáp vào, chúng ta cắm cáp vào chúng ta mới reset được. Rồi chúng ta bấm OK, tắt máy mở lại là xong. Ta check lại cái nha. Ta cho chúng ta check lại nha. Ta đang đợi xíu ta mở nguồn luôn. Để xíu ta mở máy lên. Để reset xong mình phải tắt máy mới mở lại được nha. Rồi chúng ta chọn cái này. Xong ta phải chọn cái cổng cho nó. Alo. OK anh, em đang reset cho khách, em làm luôn cho anh luôn. Vậy là đấy, chúng ta đã reset xong nha, cho website L310 á. Vậy rồi, cảm ơn mọi người đã xem.